À gần 10 giờ đêm rồi, đêm 22 tháng 3. Ngày mai là ngày 23 tháng 3. Ngày ông công táo về trời này. Ngày táo quân trầu trời ấy. Anh à em vẫn về rất rất nhiều loa để phục vụ tất cả anh em đam mê ấy, yêu ca hát và âm nhạc. Trong cuộc sống thì không thể thiếu được âm nhạc được. Mỗi người sẽ có một cái gu sở thích âm nhạc khác nhau. Và sau một năm căng thẳng làm việc thì chúng ta à ngày ngày nghỉ ngày lễ ngày tết như này thì quay quần bên gia đình mà có thể được nghe những cái bản bản nhạc rồi à, cùng nhau hát karaoke thì nó là một cái sự tuyệt vời nó gắn bó gắn kết cái tình cảm gia đình những người thân anh em bạn bè lên rất rất là nhiều hay sau những cái cuộc à, cuộc vui ví dụ như anh em mình ngày tết gặp nhau chén chú chén anh là ngồi hát hò không phải đi ra quán không phải xe cộ lại không phải lo lắng gì về vấn đề lồng độ cồn hát ngay ở nhà vừa tiết kiệm vừa đảm bảo mà còn được tất cả gia đình rồi mọi người cùng vui vẻ với nhau mẫu mới mẫu mới nhà em về nhà bát 25 này bát 25 bát 25 đôi nhá đây là bát 25 đôi này Đấy, bát 25 nha hai chiếc bát 25 này hàng mờ nhìn anh em nhìn các cái loa di động ấy nó có ngon hay không người ta nhìn là bảng mạch này Đấy. Đây, nhìn cái bảng mạch của nó à, là các bác biết à anh em biết này à, giá con loa này trên thị trường nó có hai chép nha hai bát hai này và hai chép bốn đường tiếng nha bốn loa bốn đường tiếng này giá của chiếc loa này trên thị trường rơi đang rơi dao động từ 5 đến 6 củ 5 đến 6 triệu Đấy, nhà em mới để cái giá cực kỳ đẹp luôn giá dưới đầu ba luôn cho tất cả anh em các bác trải nghiệm mẫu mới. Hay còn các bác nào mà muốn làm đại lý nhà phân phối trên toàn quốc thì có thể liên hệ trực tiếp thành được. Nó to như một con tivi 43 inch nhá. Các bác hình dung này, Đây, cái thùng của nó này. cực kỳ to luôn nhá. Thùng rất là to luôn. Đi kèm theo loa thì sẽ có một cái củ sạc 9V này. À củ sạc 15V. 12 15V. Này. Đây cái sốp của loa này, các bác nhìn cái sốp này. Sốp rất là dày luôn nhá. Đấy, cực kỳ dày, loa rất là nặng. Đây là sốp chống sốc rất là dày. Sốp màu hường luôn. Có một củ sạc và hai mic không dây. Thì ở cái bảng mạch của loa ấy, bảng mạch của loa thì đây, vỏ gỗ thùng gỗ loa rất là nặng, nặng sắp xỉ 20 cân. Tay sách này. Nhìn tay sách của nó, nhìn đinh nhìn tay bắt bắt vết như là thấy xịn chưa? vỏ vân gỗ quay ban đêm này quay ban đêm mà vân gỗ nhìn nó đẹp như thế này rồi à, trời miền bắc đang đang mưa xuân đấy à đang mưa xuân này chỉnh bát chỉnh vôn rồi à, ghi âm các hiệu ứng usb thẻ nhớ đầy đủ hết rất nhiều rất rất nhiều nút để chỉnh bát chép review on up kết nối với cả cổng ác 12V và con loa này nó sử dụng là bình ác quy nhá, bình ác quy 7A. lặng vô cùng luôn con này mà anh em mình sách đi du lịch đi du xuân thì đúng như tập tạ luôn để cho chị em phụ nữ hát hò để vui xuân cả ngày và loa những dòng loa này thì nó đều kết nối với những dòng tivi đầy mới tivi đầy mới đều có bluetooth sẽ kết nối qua bluetooth này. hát trực tiếp lên tivi luôn anh ngoài nhà em rất nhiều loa luôn phục vụ tết này về rất nhiều luôn là về liên tục luôn các bác nào mà đã làm việc và thành được thì biết đấy làm việc chuẩn chỉ số lượng và không bao giờ mõm hàng thực việc thực người thật và làm việc có trách nhiệm là thành được với phương châm thành tín có uy tín quý như sinh mệnh thành trong là thật trung thực tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm nói được làm được và hàng hóa nếu mà các đại lý anh em đại lý cửa hàng nhà phân phối trên toàn quốc mà có nhập số lượng thì thành được sẽ xuất đủ hóa đơn đỏ hóa đơn vt trực tiếp từ công ty Việt Mỹ cho nên mọi người thì an tâm tuyệt đối về cả chất lượng cũng như là giấy tờ hàng hóa đầy đủ hóa đơn VAT hóa đơn đỏ mọi chi tiết xin hệ thành được số điện thoại 094 987 3111 Zalo 0972802081 xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tiến, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 28071992a.gmail.com Thùng gỗ vân gỗ này. À, chiều rộng chiều sâu ấy, khoảng à, 25 đến 28 cm chiều cao khoảng 50 4 là 45 50 và chiều rộng khoảng 60 hơn 60 một chút cân nặng sắp xỉ 20 cân tặng kèm một củ sạc và hai mic không dây bảo hành chính hãng cho tất cả anh em 12 tháng